Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và trước mắt chúng ta đây là ba phiên bản màu trắng của dòng Exciter 155. Và đây sẽ là những nhân vật chính của video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng phân định Exciter 155 màu trắng nó khác gì so với màu trắng và màu trắng nha. Video này sẽ dành cho những bạn thích xe màu trắng, cũng như là những bạn sẽ định mua xe màu trắng nhưng chưa lựa được phiên bản nào phù hợp với mình. Nói chung là hôm nay sẽ cả một bầu trời màu trắng. Không biết cảm giác của các bạn như thế nào, nhưng mà riêng cảm giác cá nhân của mình khi mà quay ba chiếc nó cạnh nhau như thế này thì cảm giác sự thích thú về cái màu trắng ngọc trai nó lại trỗi dậy. Có lẽ là nó bị lệch tông so với hai cái chiếc kia, cho nên là mình để ý nó một tí. Bởi vì các bạn có thể thấy rõ là hai chiếc kia sẽ là hai chiếc màu trắng bóng thông thường, và riêng cái phiên bản ra mắt gần đây là màu trắng ngọc trai. Đáng lẽ là mình sẽ ship con trắng ngọc trai ngay giữa, nhưng mà tại vì hai cái con kia nó giống màu nhau, cho nên là mình ship nó gần nhau để cho dễ so sánh cũng như là các bạn dễ quan sát hơn. Rồi, ba phiên bản của chúng ta ngày hôm nay là những phiên bản nào? Một là màu trắng đỏ phiên bản thông thường GC, tức là tem thể thao GC thông thường. Thì ở GC màu trắng đỏ đen này, nó sẽ có loại khóa thường và lẫn loại khóa thông minh. Thì hôm nay là mình ghim cái con khóa thông minh ra đây, bởi vì hai phiên bản kia là khóa thông minh thì mình đem con khóa thông minh ra luôn. Rồi thì sẵn tiện đây mình báo giá phiên bản khóa thông minh này luôn ha. Hồi trước dịch á, thì giá của nó có 48-49 triệu à. Nhưng mà sau dịch bệnh á, giống như là ưu đãi cho các bạn á, thì cho nên là các đại lý ở đây đều đồng loạt giảm giá hết. Bây giờ chỉ còn có 50 triệu thôi, đã bao gồm VAT, chưa có bao gồm trước bạ biển số nha. Còn nếu như mà bạn mua phiên bản khóa thường thì giá hiện tại là 47.800.000 đồng. Thì màu sắc này các bạn ra giấy tờ, cái cà vẹt của các bạn là màu trắng đỏ đen, nó có 3 chữ tem và tem GC nổi nha. Phiên bản 60 năm không có tem GC nổi nha. Phiên bản giới hạn bên kia cũng không có luôn, chỉ có chiếc này mới là tem RC nổi thôi. Thật ra tem GC nó chỉ là một cái phiên bản rất là thông thường thôi đó. Mọi người đừng có đặt cái quan trọng quá vấn đề vào cái chữ GC nổi. Cái gì giới hạn người ta còn không có nữa kìa. Hồi đầu năm lúc mà Quang thấy chiếc xe này á, cái mình cứ nghĩ sao mà cái mặt trước nó trắng nhiều quá, phải chi nó có cái gì đó đỏ đỏ phía trước nữa thì nó mới đúng tông màu trắng đỏ đen nó mới hợp. Cuối cùng nó cũng trắng nguyên con rồi, chỉ có sau này nó ra con kỷ niệm 60 năm kế bên á, cái mỏ nó màu đỏ mình mới thấy gọi là nó ok hơn á. Không lẽ Yamaha tính trước gì hết trời, tính trước là chiếc xe này ra màu này rồi mấy tháng sau ra màu kia. Trời, cũng tính dữ ha. Đây là phiên bản khóa thông minh ha, là sẽ có sạc điện thoại luôn, sử dụng khóa smart key, cái remote đó các bạn, với lại là cái thắng heo dầu 2 piston. Đây là phiên bản khóa thường thắng 1 piston, sử dụng khóa thường, với lại nó không có cái sạc điện thoại. Còn tông màu sắc cũng như là tính năng của nó thì nó y hệt nhau, không khác gì hết. Rồi, phiên bản thứ hai là phiên bản kỷ niệm 60 năm Yamaha tham gia tranh tài tại MotoGP. Không biết đúng không nữa. Nói chung là cứ nói chiếc Ed 155 kỷ niệm 60 năm là mọi người biết chiếc xe này rồi. Đó, cái mỏ nó màu đỏ đó mọi người, nó sẽ nhìn hài hòa hơn tí xíu. Thì chiếc này giá thành hiện tại của nó là 53.900.000 đồng. Nó vừa mới ra mắt ở Cần Thơ 1-2 ngày thôi, giá của nó vẫn chưa ổn định đâu. Nhiều khi nó thay đổi theo ngày nữa không chừng. Để vài bữa nữa nó ổn định đi mình làm video mình báo giá sau nha. Có cái tem nổi kỷ niệm 60 năm đây nè, cưng ghê gì đó ha. Còn ở phía trước sẽ có cái tem màu vàng, đây là cái điểm khác biệt cũng như là cái mỏ màu đỏ để các bạn nhận diện được với cái văn phiên bản kia mà các bạn nhìn từ phía trước về á, thì đó là hai cái đặc điểm mà các bạn dễ nhận thấy nhất, là cái tem màu vàng và cái mỏ màu đỏ. Thật ra là ở mấy chiếc xe đua á, R1244567 gì đó, thì cái chỗ màu vàng đó sẽ là một cái chỗ đánh số thứ tự, nhưng mà ở chiếc này thì nó thành hai cái gâu tem như thế. Rồi, một đặc điểm nổi trội của xe này sẽ là một cặp mâm màu vàng đồng ghim chính hãng từ nhà máy. Cái cặp mâm này không hề sơn lại nha. Mình không có sơn lại gì hết, mình cũng không có phun sơn tĩnh điện gì hết. Nói chung là mình không biết nhà máy làm cái gì đó, nhưng mà đây là cặp mâm ghim, màu sơn ghim của nhà máy, màu vàng đồng như thế này. Vỏ của xe là cái vỏ không gột, và hầu hết những thứ còn lại thì nó y hệt như cái phiên bản mình vừa giới thiệu. Tại vì chiếc xe này vốn dĩ nó vẫn là phiên bản cao cấp thôi, nó chỉ khoác lên mình một cái lớp áo giới hạn thì nó được gọi là phiên bản giới hạn. Cái phanh của nó cũng 2 piston, heo dầu nó màu đen thôi. Và một cái đặc điểm đặc trưng của phiên bản kỷ niệm 60 năm đó là cái bộ tem màu đỏ trắng, nó cắt khúc như thế này, có hai cái viền màu đen ở phía trên.
Còn cái chữ Exeter thì nó mình thấy nó rất là bình thường, không có gì lạ lắm. Cái bộ tem xe này thì nói chung là nguyên con này luôn á, nhìn nó khá là bình thường, nhìn nó khá là nhạt nhòa so với năm màu sắc còn lại ra chung với nó. Nhưng mà mình nghĩ là xe này sẽ được nhiều người tìm khi nó bị ngừng sản xuất. Nó giống như là cái chiếc mà bạc trắng xanh kỷ niệm 20 năm gì đó. Mình cảm tưởng giống vậy, tức là khi mà nó sản xuất, nó đang có mặt tại cửa hàng thì ít người tìm, nó không ai tìm mua hết trơn á. Tại cái vụ màu vàng giống chiếc Monster ha. Nhưng mà khi nó ngừng sản xuất rồi, ví dụ như khách hàng à, em ơi anh muốn tìm chiếc xe mà cái tem nó màu đỏ cắt khúc, hay là anh muốn tìm chiếc xe màu trắng đỏ mà cái mâm màu vàng á em, ví dụ vậy đó, thì sau khi mà nó không còn hàng trên thị trường hoặc là ít hàng trên thị trường, thế nào cũng sẽ có khách đi tìm thôi, chắc chắn 100%. Nó giống chiếc bạc trắng xanh, đoán là vậy đó. Nhưng mà lúc nó xuất hiện dày đặc ở các đại lý thì không ai tìm đâu, không ai quan tâm đâu. Thì cái màu ga giấy cũng là trắng đỏ đen ha. Rồi, màu sắc thứ ba của ngày hôm nay là màu trắng ngọc trai. Trên giấy tờ của các bạn, cà vẹt của các bạn sẽ là màu trắng xanh đen. Thì video cách đây vài ngày mình có quay cho các bạn xem mà, thì toàn bộ con này đều là màu trắng ngọc trai, có cái tem màu vàng với lại màu xanh. Đây nó có chữ Special Edition, phiên bản đặc biệt. Mà thật ra nó cũng là phiên bản giới hạn thôi. Xe này nó giống một chiếc Genesis đã từng tồn tại của nhà Yamaha, là nó sẽ kết hợp giữa màu trắng với lại là màu xanh nhám. Và nó sẽ có cái đặc điểm mà mình khá là ưng ý á, là nó sẽ có những cái họa tiết màu vàng nhỏ, ví dụ như ở cạnh hông hoặc là ở cái viền mâm. Đó, nó những chi tiết rất là nhỏ đó mọi người, nhưng mà nhìn nó rất là gắn kết với nhau. Và nó sẽ có một cái điểm nhấn trên cái nền màu trắng này. Chiếc này có lẽ là nó sẽ hợp với cái người mà mệnh kim hoặc là mệnh thủy giống như mình, trắng xanh ha. Còn bạn nào mạnh hỏa thì có thể mua màu đỏ. Trắng đỏ thì nó cũng hơi kỳ ha, để kim với hỏa nó cũng không hợp nhau cho lắm. Nhưng mà kim với thủy thì nó hợp nhau, cho nên là bạn nào mạnh thủy, mạnh kim gì đó hốt màu trắng này cũng được. Đó, bắt đầu tôi giống thầy bói rồi đó. Mức tiêu hao nhiên liệu thì xe này tiêu trung bình 1 lít xăng các bạn đi khoảng 45-50 cây. Cái giá xăng sau dịch nó cũng có khác gì giá xe đâu, nó cũng lên chứ nó có xuống đâu. Mà có ai dám ra cự không cây xăng đâu, cũng phải cắn răng đổ thôi. Bây giờ chạy xe không? Chạy xe thì phải đổ, biết sao giờ. Cái cản xe này là nó màu bạc, nó không có liên quan gì tới cái màu sắc của xe luôn. Trên giấy tờ nó cũng không có ghi màu bạc luôn, nhưng mà mình lại thích. Thì giá thành hiện tại của con này nó rẻ hơn cái con màu kỷ niệm 60 năm 1 triệu. Là giá xe này là 52.900.000 đồng, cũng đã bao gồm VAT rồi. Vì ở đây là 3 phiên bản cao cấp hết, phiên bản giới hạn thì cũng là cao cấp thôi. Thì tất nhiên là về công nghệ của nó sẽ hoàn toàn giống như nhau hết, toàn bộ nó đều giống như nhau. Thì các bạn, nếu mà phân dân giữa ba màu này thì chúng ta sẽ không có gì bàn cãi về công nghệ nữa hết. Các bạn sẽ nhẹ đầu được cái phần đó, chúng ta chỉ quan tâm tới cái phần màu sắc của xe thôi. Ví dụ như bạn là người yêu thích màu trắng, bạn không đặt nặng vấn đề về tem cũng như về bộ phối màu, chỉ xe màu trắng nó hợp với bạn là được, thì mình nghĩ các bạn chọn màu trắng đỏ thông thường cho giá thành nó sẽ nhẹ. Hoặc bạn là một người mua chiếc xe về sẽ đổ tem lại thì bạn mua phiên bản thường cũng được, giá của thành nó sẽ nhẹ hơn những phiên bản mà tem giới hạn. Còn ở cái phiên bản kỷ niệm 60 năm á, thì mình nghĩ là chỉ dành cho những bạn mà yêu thích cái sự đặc biệt, cái sự đặc trưng của cái truyền thống của các cuộc đua MotoGP này nọ, hoặc là họ đã yêu thích cái bộ tem này trên các mẫu như R1, rồi R125, R7, R gì đó, rồi Seri vân và vân may. Thật sự là họ phải thích cái màu sắc, cái bộ tem của chiếc 60 năm thì họ sẽ mua. Còn họ không thích thì họ thấy chiếc xe đó rất là bình thường đó. Cho nên là nó cũng loại được một phần đối tượng khách hàng. Còn ở màu trắng ngọc trai là cái màu mà mình thấy nó lạc quẻ nhất so với hai màu còn lại. Tại vì hai màu kia là hai màu trắng, trắng bóng thông thường, còn này là trắng ngọc trai. Thì bạn nào, tất nhiên bạn nào yêu thích trắng ngọc trai thì hốt con này. Với lại nó là cái tông màu trắng xanh chứ không phải là trắng đỏ đen như là hai màu kia nữa. Cho nên nó sẽ chọn lọc được những bạn yêu thích màu xanh hơn là những bạn mà yêu thích màu đỏ. Ví dụ như bản thân mình, nếu cho mình chọn một trong ba con này, kể cả nó bằng giá đi nữa, thì mình vẫn chọn màu trắng ngọc trai. Đó là tại vì mình thích thôi, mình thích tông màu trắng xanh với lại có cái ít tem màu vàng. Nhưng mà các bạn nào mà thích màu trắng ngọc trai hoặc là muốn sở hữu nó thì nên lưu ý một cái điều á, là màu trắng bóng thông thường nó đã dễ dưa rồi, thì trắng ngọc trai nó sẽ dễ dưa hơn nữa nha. Chạy phải kỹ một tí xíu. Nhưng mà mua chiếc xe để nó phục vụ mình mà, chạy cho đã cái nư đi. Rồi sau này nó có hư có hỏng gì đó thì thay vàng áo mấy triệu nhiều. Rồi cửa hàng mình thì ở Ninh Kiều, Cần Thơ ha. Thông tin liên hệ mình sẽ để ở phần mô tả. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video. Đến đây thì video mình cũng xin kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.